Xin chào Diễm Trinh, thì không biết là đến với buổi sơ khảo Miss Cosmo Việt Nam 2023 hôm nay thì Diễm Trinh đang có cái cảm xúc và tâm thế như thế nào? Đến với buổi sơ khảo của Hoa hậu của Việt Nam 2023, thật sự là mình cảm thấy vô cùng là hào hứng. Tuy nhiên một chút lo lắng, tại vì thật sự mình đã chuẩn bị rất sẵn sàng về mọi mặt. Tuy nhiên thì vẫn có một chút lo lắng và hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ Trinh để Trinh có thêm những động lực để tiếp tục trong hành trình lần này. Trước đó thì Diệp Trinh đã biết đến cuộc thi Hoa hậu của Việt Nam trước đó chưa, hay là mình đã có ý định là mình sẽ tham gia từ những mùa trước rồi? Năm 2022 Trinh đã tham gia Hoa hậu của Việt Nam và có mặt trong top 71. Thì cái lần trải nghiệm đó mang đến cho Trinh những cái bài học cũng như là mình rút được kinh nghiệm gì? Thật sự là sau cái hành trình vừa qua, mình học được rất nhiều về khả năng kiểm soát thời gian của bản thân, về khả năng kiểm soát năng lượng của mình, làm thế nào để cân bằng giữa ăn uống, này, học tập, này, rèn luyện. Này. Thật sự là mình cảm thấy cái hành trình vừa qua nó đã giúp ích cho mình rất là nhiều, mình đã cải thiện và tốt hơn mỗi ngày. Có một cái điểm mà đặc biệt khiến khán giả nhớ đến Diễm Trinh đó chính là bạn đang là đương kim Hoa khôi sông Vàm. Thì đây là một cái điều rất là đặc biệt khi mà một đương kim Hoa khôi và tiếp tục đi thêm một cuộc thi nhan sắc khác. Thì bạn có thể chia sẻ thêm về cái sự đặc biệt này của mình? Thật ra mình muốn chia sẻ về cái mục tiêu lý tưởng mà mình tham gia cuộc thi nhiều hơn. Tức là khi mà mình chỉ là một sinh viên thôi, thì mình có tham gia vào các chương trình thiện nguyện. Và khi đó thì mình cảm thấy sức trẻ của mình nó rất là nhỏ bé so với những khó khăn ở ngoài kia. Và khi mình có một bước tiến lớn hơn, mình trở thành Hoa khôi sông Vàm, mình có cơ hội được tham gia vào các dự án cộng đồng nó lớn hơn, nó bền bỉ và nó thiết thực nhiều hơn. Và khi mà mình làm được những điều lớn như vậy, mình lại muốn làm những điều lớn hơn nữa. Và đó cũng là mục tiêu mà Trinh đến với sơ khảo của Hoa hậu của Việt Nam, muốn cống hiến hết sức mình cho xã hội. Và cái cuộc thi Hoa hậu của Việt Nam năm nay thì với cái chủ đề là Mask Not Born, tôi luyện nên tôi, thì bạn hiểu như thế nào về cái chủ đề này và bạn nghĩ mình phù hợp ở khía cạnh nào của chủ đề này? Thật ra Trinh hiểu chủ đề năm nay theo cả hai nghĩa, là tôi luyện nên tôi và tôi luyện nên tôi. Không chỉ những khó khăn, thử thách ở phía bên ngoài, thử thách chính bản thân mình, mà phải chính bản thân mình cũng phải thử thách bản thân mình mỗi ngày để mình có thể trở nên một phiên bản tốt hơn. Vậy thì Diễm Trinh có cảm thấy là fan sắc đẹp hiện nay khá là chú ý đến việc là cái câu chuyện mà thí sinh đó mang đến cuộc thi, thì với cái câu chuyện của bản thân mình thì Trinh nghĩ là mình sẽ mang đến câu chuyện như thế nào? Vẫn là về lý tưởng của mình thôi. Vẫn là câu chuyện về cái sự bất lực khi mà mình sức trẻ mình rất là lớn, nhưng mà mình lại không thể nào giúp đỡ được cộng đồng ở ngoài kia được bao nhiêu cả. Lớn nhất cũng chỉ là một bữa ăn hoặc là một câu nói tinh thần động viên thôi. Và khi mình có thêm cái sức ảnh hưởng và giá trị bản thân của mình tăng lên, thì mình kêu gọi được nhiều hơn và mình giúp đỡ được nhiều hơn. Và hy vọng rằng trong hành trình phía trước mình cũng sẽ nghiêm túc và thực hiện được lý tưởng của mình. Vậy thì nếu như mà Diễm Trinh may mắn trở thành hoa hậu và mình có một cái sức ảnh hưởng lớn, thì đâu là cái đối tượng mà bạn hướng đến, ví dụ như là giáo dục, y tế hay là những cái vấn đề của người trẻ? Thật ra cái người mà truyền cảm hứng cho mình về phụng sự cho xã hội nhiều nhất đó chính là các chị hoa hậu của gia đình Hoàng Phủ. Thật ra các chị có dự án riêng của mình, tuy nhiên các dự án khác về các đối tượng khác các chị đều ủng hộ và cố gắng hết mình để hỗ trợ. Và mình cũng mong muốn như vậy. Về đối tượng mình mong muốn nhất đó chính là các chị em mồ côi, chị em vùng sâu vùng xa, và phát triển về mặt giáo dục cho các em. Và bên cạnh đó thì các dự án khác, ví dụ như hỗ trợ cho người nghèo, người già, về lũ lụt hoặc là hỏa hoạn, mình đều muốn sử dụng hết sức lực của mình để cống hiến. Vậy thì Diễm Trinh bạn có chia sẻ là bạn được truyền cảm hứng từ những các chị em trong gia đình Hoàng Vũ. Thì có một điều đặc biệt là như Hoa hậu quốc dân là chị Hania đi, thì chị cân bằng rất là tốt giữa việc tham gia các dự án cộng đồng và tham gia các lĩnh vực nghệ thuật. Thì bạn có tự tin là mình có thể cân bằng được cả hai yếu tố đó không? Thật sự là khi mà mình trở thành Hoa khôi sông Vàm, mình tiếp xúc gần với các chị hơn, cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ cái năng lượng của các chị khi mà các chị vừa có thể đi làm, vừa có thể đi thiện nguyện, hoạt động cá nhân, mọi thứ đều làm rất là tốt. Và có thể là mình sẽ cố gắng hết mình để
noi theo các chị, tiếp nối các chị để thực hiện các dự án đó. Và có một cái điều rất khá là đặc biệt nữa, đó chính là trong cuộc thi này bạn sẽ gặp lại Á Khôi 1 của Sâm Phạm là bạn Thanh Thanh. Thì hai chị em lại tiếp tục chiến đấu với nhau một lần nữa, thì bạn cảm nhận như thế nào về cái sự tái ngộ của em lần này? Thực ra Trinh chú trọng về cái mục đích mà mỗi người tham gia cuộc thi nhiều hơn. Mục đích mình tham gia, mình muốn trở thành một người có sức ảnh hưởng và giúp đỡ, cống hiến cho xã hội hết sức mình. Và Thanh sẽ có một cái mục đích riêng của bé, và hy vọng là bé cũng sẽ có một cái sự đền đáp xứng đáng về cái công sức mình bỏ ra. Nhưng mà Trinh có lo sợ là cái thành tích sắp tới của mình biết đâu nó sẽ là thấp hơn Thanh thì không? Mình có đặt ra một cái áp lực như vậy mình có không? Thực ra là có, cả về áp lực về danh hiệu Hoa Khôi Sông Vàng. Mình cũng sẽ rất là chú ý về bản thân mình, về cách nói chuyện, tư duy tất cả. Chắc là mọi thứ vẫn sẽ để, tại vì mỗi người đều sẽ có một cái sự phát triển của riêng mình. Thanh phát triển thì Trinh cũng sẽ phát triển, và hy vọng là mình sẽ phát triển theo một hướng tốt thôi. Thì bên cạnh Thanh Thanh thì Trinh có theo dõi những cái hồ sơ được đăng ký của các thí sinh còn lại, và bạn cảm thấy ấn tượng với thí sinh nào? Hôm nay Trinh có thấy chị Cao Thiên Trang ạ. Wow, chị xuất hiện rất là chỉnh chu, rất là xinh đẹp, và đây là một đối thủ đáng gờm đấy ạ. Và cuối cùng thì bạn có đặt mục tiêu cho mình ở trong cuộc thi này là cụ thể là một thành tích như thế nào không, hay là quan trọng là trải nghiệm? Đương nhiên là mình mong muốn, bởi vì mục tiêu của mình là tăng thêm sức ảnh hưởng và tăng giá trị của bản thân mình. Mình mong muốn trở thành một hoa hậu, nối tiếp các chị, truyền cảm hứng tích cực đến cho giới trẻ và cống hiến hết sức mình cho xã hội. Mọi người ơi, hãy đón xem hành trình của Diễm Trinh tại Miss Hot Mall Việt Nam 2023 tại Molista và Molly Screen nhé!